Chào các bạn. Vừa rồi tôi có trồng một lô hoàng thảo long nhãn. Tuy nhiên là bây giờ thì tôi phát hiện ra là có một số cây là nó hơi bị lung lay một chút. Nên là đây, ví dụ như cây này. Cái rễ nó trồi ra ngoài nhiều quá. Chắc là phải trồng lại à, chắc phải gõ thêm vào cho nó bám sát vào cây. Vừa rồi có một bạn bảo lấy nhưng mà tôi đi chợ lại không có hoàng thảo, không có long nhãn. Thế tôi không 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 mua được cho bạn ấy. Đây, cái này thì tôi đã trồng được 3 tuần rồi. Bây giờ nó bắt đầu ra mầm. Thân rất là dài. Tôi nhìn thấy họ bán, nhìn thấy đồng bào họ bán ngồi ngồi trời nắng, nhìn sợ cây nó héo, thương quá. Thế là mua hết cho họ. Rồi về bảo chia sẻ cho mọi người nhưng mà cái lúc mới đăng lên thì chả thấy ai có nhu cầu. Bây giờ thấy vài người hỏi nhưng mà thôi, tôi đã trồng và nó cũng ra mầm ra rễ hết rồi. Đây. Đấy đó. Ra mầm hết rồi. Đây này. Mầm này. Ra mầm hết rồi, thế nên là tôi để cho nó mọc, không nhổ lên nữa, khổ thân em nó. Và sẽ hôm nào nếu như mà tôi gặp thì tôi sẽ mua cho mọi người sau nhá. Bây giờ thì có rất là nhiều người nhắn nhưng mà cái long nhãn này thì tôi lại không gặp, rất là ít gặp. Đấy, gặp mỗi hôm đấy có rất là nhiều, là tôi mua luôn. Tổng cộng là được hơn 3 cân. Bây giờ tôi trồng hết rồi, trồng hết sạch. Đó, cây rất là to, có quả nữa các bạn này. Quả. Rồi bây giờ tôi sẽ đóng thêm vào cho nó chặt hơn. Bởi vì cái này xem chừng nó hơi lung lay. Ép chặt vào như thế này các bạn. Rồi tôi trồng vội như này, không được ép, không được chặt. Bây giờ gõ thêm vào. Thank you.
rất là lung lay các bạn ạ. Cái này tôi sẽ bỏ lên vào và tôi sẽ gõ lại. Nghe như giọng Phương ấy, phải không? Phương đây này, đang trông khóc ở đây à. Để ông kèm cơm trong nghỉ ngơi. Đó, như này thì nó mới có thể phát triển được. Để nó bó vào thì nó sẽ khó phát triển. Dì Hương ở ngoài chứ kìa. Mi để dính chặt thêm vào thôi chứ còn gì mà nhấc ra không. Chặt thôi. Bỏ lên xong cơm không? Còn nước không? Không cơm gì.
Ngoài chắc. Trồng vào cây trứng gà này. À chứ cây xoài nên là nhận rất là nhiều nhựa này các bạn ạ. Nhựa đen xì hết tay rồi. Ôi. Tạm thời thế đã. Tạm biệt các bạn nha. Mệt quá.